Cái bóp máy lạnh này của hãng A Quang các bạn. Thì là tốt nhất. Bóp máy lạnh này của hãng A Quang các bạn. Thì mình mua máy Mùa một giờ ngựa. mùa đâu anh, mùa nó bay này Một ngựa. Và giá của nó là 7 triệu 8 các bạn. Bắt xong xuôi hết luôn là 7 triệu 8. Thì cái nút này là cái nút khởi động đó, cái turbo bay này là đỡ tăng tăng cái độ quạt của cái máy lạnh, cái cool này là đỡ làm lạnh các bạn, cái AWA Fresh này là đỡ Fresh là gì ta, lọc sạch không khí các bạn, Eco là tiết kiệm điện này, tim là cái mà đỡ mà tăng cái nhiệt độ lên, còn mà tim dưới là đỡ giảm nhiệt độ lại. Swing này ngang ngang là swing là quạt qua quạt lại quạt ngang các bạn, swing này là quạt dọc đấy. Dry này là mình không biết các bạn, Sao sleep bác? là chế độ ngủ này, khi mà nó đủ lạnh rồi nó sẽ ngưng và Sao nó bác? nóng thì nó sẽ quạt lại. Extra function là gì mình cũng không biết luôn nha bạn. Turn off là gì mình cũng không biết luôn nha bạn. Turn on mình cũng biết luôn. Like, cái nút like là nút gì mình cũng biết, mình ấn vô nó kêu tít 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 cũng không rõ nữa đó. Thì cái mốt là sơ qua nó vậy thôi, ở sau là có một dãy pin mở đây đấy, có hai cục. Khi mà mình bấm không ăn nữa là chứng tỏ là một cái mốt hư, hai cái mốt hết pin, nhưng mà có hai trường hợp có thể xảy ra, một là mốt hết pin, hai là cái mốt hư đấy. Trước này là cái bóng điện đỡ mình nắm chỉ vô cái máy lạnh đỡ bật lên rồi đấy. Thì clip này mình chỉ review sơ về cái mốt của máy lạnh hãng AWA một ngựa, các tính năng nó ra sao. Cảm ơn các bạn đã đón xem clip mình ha. Chúc bạn một ngày vui.